Chúng ta cần một bộ não khỏe mạnh, chúng ta chăm sóc cơ thể nhưng ít khi để ý đến bộ não. Chúng ta hay quên bộ não hơn bất cứ bộ phận nào khác. Tuy nhiên, đây là một cơ quan quan trọng nhất của cơ thể bởi vì nó điều khiển mọi thứ. Hãy quan tâm đến não bộ trước khi quá muộn. Bộ não càng mạnh khỏe sẽ làm tăng khả năng nhận thức, tăng khả năng tập trung, tăng khả năng học tập của bạn. Vậy chúng ta có thể nâng cao năng lực của bộ não bằng cách nào? Thông qua thực phẩm. Khoa học ngày nay phát hiện ra rằng có mối quan hệ giữa hoạt động của não bộ với thực phẩm. Thực phẩm duy trì chức năng làm việc của não. Chúng ta thử không ăn một bữa ngồi trong lớp thì chúng ta có tập trung được hay không? Bộ não cần năng lượng và thức ăn bởi vì điều này ảnh hưởng đến hoạt động của nó. Để não bộ hoạt động tốt, các bạn nên bổ sung các sản phẩm như là dầu cá, các loại hạt chứa dầu tự nhiên có nhiều axit béo omega 3. Nếu trong khẩu phần ăn hàng ngày chứa quá nhiều đường fructose, các hoạt động của não bộ cũng sẽ bị trì trệ bởi vì những chất này làm cho con người giảm khả năng học tập và ghi nhớ. Nguyên nhân là do lượng đường trong máu cao sẽ tàn phá các kết nối thần kinh với khu vực dùng để ghi nhớ các sự kiện của não bộ, đặc biệt lượng đường trong đồ uống có ga như là kẹo bánh nước ngọt. Yếu tố thứ hai đó là nước. 80% não là nước. Chính vì vậy, việc thiếu nước khoảng 2% cũng đủ khiến cho nồng độ oxy trong máu giảm, dẫn tới suy giảm trí nhớ ngắn hạn, sự tập trung và cũng như ảnh hưởng tới những khả năng nhận thức khác nữa. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên uống quá nhiều nước. Yếu tố tiếp theo đó là oxy. Nó rất quan trọng với cơ thể và đặc biệt đối với não. Chúng ta có thể tăng cường oxy lên não bằng cách tập thể dục thường xuyên, áp dụng các kỹ thuật thở. Tiếp theo đó là ngủ. Ngủ đóng vai trò cực kỳ quan trọng vì phần lớn trí nhớ được củng cố khi ngủ. Khoa học đã chứng minh khi chúng ta ngủ, bộ não lặp lại những gì diễn ra, sắp xếp lại trong những ngăn nhỏ để sau đó có thể sử dụng lại. Ngủ ít làm cho tâm trạng của bạn trở nên tồi tệ. Ngủ còn ảnh hưởng đến khả năng học tập và sáng tạo. Hệ thống miễn dịch và khả năng tập trung của bạn cũng giảm sút. Ngủ không đủ mỗi đêm sẽ ảnh hưởng tới sự lanh lợi về tinh thần của bạn vào ngày hôm sau. Nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ dành 26 phút nghỉ ngơi sẽ làm tăng hiệu quả lên 34%. Nếu 24 giờ không ngủ, khả năng nhận thức giảm 30%. Nếu 48 giờ không ngủ, khả năng nhận thức sẽ giảm 48%. Yếu tố tiếp theo đó là thể dục. Thể dục làm tăng khả năng ghi nhớ, phát triển vùng não, hippocampus và liên quan đến học tập ghi nhớ. Hoạt động thể chất không chỉ là chìa khóa của sức khỏe mà còn làm thư giãn tâm trí, làm việc tốt hơn, suy nghĩ rõ ràng hơn khi mà có sức khỏe tốt. Luyện tập thể chất giúp tăng cường năng lực của trí não. Bộ não phát triển không phải là khi chúng ta ngồi tĩnh tại mà là khi chúng ta luyện tập. Nếu ngồi lì một chỗ sẽ làm tăng khả năng lão hóa. Những người thường xuyên rèn luyện cơ thể có thể nâng cao năng lực nhận thức rất đáng kinh ngạc so với những người không vận động. Một nghiên cứu cho thấy trong một lớp học, học sinh tập đi bộ 2-3 buổi mỗi tuần và mỗi buổi thì 30 phút. Sau 12 tuần, kết quả nhận thức được cải thiện đáng kể so với trước khi đi bộ. Khi chương trình bị hủy bỏ thì kết quả học tập lại trở về như trước. Vậy chúng ta hãy dành thời gian tập thể dục mỗi tuần để có sức khỏe tốt hơn và việc học sẽ hiệu quả hơn.